Tập 1. Tại một ngôi trường nào đó ở Nhật Bản, có một cô gái bị những người bạn học của mình công kích bằng những lời miệt thị khó nghe. Những lời nói này ngày càng nhiều hơn và trở thành một nguồn năng lượng tiêu cực vô cùng lớn. Cũng chính nguồn năng lực tiêu cực này đã tạo ra một con quái vật mà chỉ có riêng nạn nhân mới có thể nhìn thấy được nó mà thôi. Cô bé đó đã cầu nguyện để được thần linh giúp đỡ. Một đồng 5 yên của cô đã rơi vào túi của một vị thần và anh ta đã đến. Đây là thần Yato, còn đây là Tomone. Cô ta là một Shinki. Shinki có thể hiểu là một cấp dưới, là một vũ khí của thần linh và cũng chính là một vong linh của người đã chết. Yato nhanh chóng lao đến con quái vật. Tomone biến thành một con dao trên tay của anh và chỉ với một vài nhát, anh đã cắt đứt con quái vật kia thành trăm mảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tomone nói là cô không muốn đồng hành cùng anh nữa. Lý do là vì anh nghèo rớt cái mồng tơi, có vị thần nào mà tới cái đền cũng không có, phải sống lang thang từ nơi này qua nơi khác. Yato cũng thấy tội nghiệp cho cô ta, tuy không nỡ nhưng cậu phải giải thoát cho Tomone. Trước khi đi, bà còn quay lại cà khịa ổng một cái nữa chứ. Yato quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để xây một ngôi đền cho riêng mình. Nhưng vì anh ta có vẻ không nổi tiếng nên không có nhiều lời thỉnh cầu, cộng thêm việc giờ đây đã mất đi Shinki của mình nên là mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may trong lúc này, có một nhiệm vụ được gửi tới Yato, đó là đi tìm mèo lạc. Trời ơi, thần linh cái nỗi gì mà phải đi lang thang khắp phố chỉ để tìm một con mèo vậy trời. Còn cô gái này là Hiyori, cô ta là fan cuồng của bộ môn boxing. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra tại con phố này. Hiyori có thể nhìn thấy được Yato. Đúng lúc anh ta lao ra đường để bắt lấy con mèo thì cô ta cũng lao ra theo để đẩy Yato đi vì sợ xe tông anh ta, nhưng cuối cùng chính cô mới là người gặp tai nạn và linh hồn của cô cũng đã rời khỏi thân xác. Tính ra cái xe đó có tông được thằng này đâu chị ai. Hiyori tỉnh lại ở bệnh viện của gia đình. Theo lời chẩn đoán của bố cô thì Hiyori chỉ bị thương ngoài da và không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô hỏi mọi người về Yato, nhưng mọi người đều khẳng định rằng chẳng có ai ở nơi đó ngoài cô. Hiyori thấy mọi thứ mơ hồ và thiếp đi. Tối đó tại bệnh viện, cô đã có khả năng nghe được âm thanh của cõi âm. Yato bất ngờ chui ra từ trong chăn của cô, không còn cách xuất hiện nào ngầu hơn hông thần. Sau đó thì Yato tự giới thiệu mình là một vị thần, còn Hiyori thì kiểu, alo, cảnh sát hả? Có một thằng tự nhiên đột nhập vào đây và nói nó là thần linh nè. Có nói cỡ nào thì bả cũng không chịu tin anh, thôi cũng hết cách. Sau khi biết tên và tình hình hiện tại của Hiyori thì Yato cũng rời đi. Vài ngày sau, Hiyori cũng đã có thể đi học trở lại, tuy nhiên cô lúc nào cũng thấy bản thân luôn trong trạng thái buồn ngủ. Trên đường về, cô cùng hai người bạn lại đi qua đoạn đường này và nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Hiyori nghĩ là nếu tìm được con mèo lạc này có thể cô sẽ hiểu ra tất cả vấn đề mà bản thân đang mơ hồ. Vậy là cô đi lòng vòng tìm con mèo cho đến tối. Bên phía Yato thì đã tìm được con mèo lạc, nhưng nó đang gặp nguy hiểm bởi một thứ gì đó và khi thấy Yato, chú mèo liền chạy tới xa vào lòng của thanh ta. Yato nhanh chóng phát hiện nơi này có rất nhiều quái vật. Tuy chỉ những con yếu ớt nhưng số lượng rất đông và hiện tại cậu cũng không có Shinki nên là cách tốt nhất là thôi chuồn. Khi chạy đến một cánh đồng, Yato đã bị chặn lại bởi một con quái vật ếch khổng lồ. Dựa theo bản năng, cậu lao lên đánh nhau với nó một trận mà lúc này mới nhớ ra là mình không có Shinki. Hiyori bất ngờ xuất hiện và kéo cậu chạy đi, nhưng con ếch vẫn đuổi theo tấn công, còn hai ông bà này thì vất vả chạy mà né. Hiyori vừa sợ hãi vừa nổi điên chạy về phía con ếch tung ra một cú đá mà cô học được từ những trận boxing đã xem. Con quái vật bị đá văng ra xa và cả hai tiếp tục chạy. Vậy là đã an toàn. Yato cũng được cô gái người thường này cứu đến hai lần. Theo lời của anh thì khi Hiyori xuất hiện, cái đuôi này cũng chính là lúc linh hồn của cô xuất ra khỏi cơ thể. Cô nhanh chóng nhập về thân xác của mình và ngủ tiếp, còn chú mèo kia cũng đã an toàn trở về bên chủ nhân của nó. Sau khi tỉnh lại, cô được Yato giải thích, có lẽ vụ tai nạn kia là nguyên nhân đã làm cho Hiyori trở thành một người đứng giữa cõi dương và cõi âm. Cô bây giờ đã là một Ayakashi, hiện thân của năng lượng cảm xúc tiêu cực, hay nói cách khác chính là quái vật ý. Nhưng mà Hiyori thì có hơi khác biệt một tí. Cô yêu cầu Yato giúp mình trở lại như cũ, nhưng cho dù có là thần linh thì làm gì có chuyện giúp không công. Đưa 5 yên đây con mắm. Thế là thỉnh cầu của Hiyori đã được Yato chấp nhận. Tập 2. Cơ thể cô bây giờ lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ và có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Hiyori cũng thường xuyên nhìn bọn quái vật Ayasaki. Cứ mỗi lần thể xác rơi vào trạng thái ngủ thì linh hồn của cô lại xuất ra và tận hưởng cảm giác thú vị này. Xung quanh cuộc sống hàng ngày xuất hiện rất nhiều Ayasaki với đủ loại hình dáng kích cỡ. Cơ mà cũng lâu rồi Yato vẫn chưa liên lạc với Hiyori, làm cô phải đích thân gọi điện thoại đến tìm. Ủa, sao nhận tiền rồi hứa giúp con người ta trở về bình thường mà mất tích luôn vậy ông thần? Ông kêu lúc này ông đang có việc quan trọng gì đó cần giải quyết. Theo lời của Yato thì anh ta chính là một chiến thần từ rất lâu, xuất hiện theo một lời nguyện cầu của con người. Chuyện giúp Hiyori sẽ là phải delay một tí vì hiện tại bây giờ anh ta phải tìm cho mình một Shinki. Nói rồi anh liền tìm cách chuồn lẹ. Hay, có tin được cái ông thần vô dụng này không đây? Thế là để giúp Yato, Hiyori cũng đi khắp nơi để tìm Shinki cho anh ta. Đường Lương là một chiến thần mà giờ ông phải đi chùi toilet giùm người ta, buồn ngủ thì mượn đỡ ngôi đền của ai đó để ngủ một giấc. Bất ngờ Hiyori gọi đến và nói là đã tìm được Shinki cho ông. Trời má ơi, cái này là quái vật chứ Shinki, cái khỉ gì con mắm kia.
Thế là cả hai bị dí và cắm đầu chạy như tham gia Olympic vậy đấy. Vì để cứu cô, Yuto bị nó cắn một phát và dính lời nguyền. Cần phải thanh tẩy ngay lập tức, nếu không nó sẽ lan khắp cơ thể và rất nguy hiểm. Còn cái đuôi của Hiyori chính là thứ kết nối linh hồn với thể xác, nếu bị đứt thì cô sẽ chết. Đó là lý do khi nãy Yuto đã liều mạng cứu lấy cô. Trên đường chạy trốn, Yuto đã nhìn thấy một vong linh, là một cậu nhóc đang tuổi thiếu niên. Theo lời anh thì đây cũng là lứa tuổi phiền phức. Con quái vật đã đuổi đến nơi, không còn cách nào khác, Yuto phải lập khế ước với vong linh này. Theo đó, cậu bé này sẽ là Shinki của anh và mang tên là Yuki. Yuki nhanh chóng biến thành một thanh Kanata sắc nhọn, anh cũng nhìn thấy được ký ức của cậu nhóc. Con quái vật nuốt chửng lấy Yuto, nhưng từ trong đó anh tung ra vô số đòn tấn công và đã chém banh xác nó. Khi kết thúc, dường như Yuto đã rơi nước mắt vì điều gì đó. Anh nhanh chóng tẩy đi lời nguyền, Yuki hóa thành dạng người. Thấy cậu nhóc bị lạnh, Yuto cố gắng tỏ ra ngầu lòi và đáng tin cậy khi cho mượn chiếc áo của mình, nhưng thằng nhóc trả lời: "Thôi đi ba, mồ hôi không à." Vậy mà chiếc khăn choàng của bà Hiyori thì thằng nhóc này nó chịu khoác lên. Tập 3. Những ngày tiếp theo, Yuto đưa Yuki đi lang thang khắp nơi để tìm quần áo và thức ăn. Yuki cũng thấy nghi ngờ cái vị thần vô dụng này. Anh ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Để có được một bữa ăn đàng hoàng, Yuto lại phải nhờ đến Hiyori. Anh cũng phải giải thích thật ra là những người thường chỉ cần tập trung chú ý sẽ thấy được sự hiện diện của bọn họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Tận dụng cơ hội được khao nên là hai thằng này nó ăn như là bị bỏ đói hàng ngàn năm vậy á. Khi tâm sự riêng thì Yuki hơi bị động lòng trước Hiyori. Vì hiện giờ cậu và Yuto đã có thần giao cách cảm nên Yuto cũng cảm nhận được điều này và mắng cho một trận. Sau đó anh nhận được một nhiệm vụ liền lập tức định chuồn đi, nhưng Hiyori cũng đã bám theo được bằng linh hồn của mình. Tại một ngôi đền lớn, người giao nhiệm vụ cho Yuto đã xuất hiện. Thì ra đây là thần Tenzin, vị thần học vấn được rất nhiều người ngưỡng mộ. Hiyori và Yuki tỏ vẻ vô cùng kính trọng và công nhận đây mới đúng là thần nè. Còn cái ông Yuto là ai tôi không có biết. Dưới trướng của ông ta cũng có rất nhiều Shinki. Ông Tenzin này cũng ra sức cà khịa Yuto không thương tiếc. Vì ổng quá bận nên giao nhiệm vụ tiêu diệt vài con Ayasaki cho Yuto. Anh cũng cay cú lắm nhưng vì đồng tiền nên là cũng phải chấp nhận. Tenzin ra lệnh cho Shinki mới của mình là đưa bọn họ đến nơi làm nhiệm vụ. Bất ngờ thay, cô gái này chính là Tomone, Shinki khi xưa của Yuto. Thế là một trận cãi nhau vô cùng, số lời bóc phốt của Tomone được tuôn ra khiến Yuki và Hiyori thấy vô cùng bất lực với ông thần Yuto này. Cô ấy đưa cả nhóm đến nơi làm nhiệm vụ. Có rất nhiều Ayasaki đã ám và dụ dỗ người khác tự tử tại sân ga phía trước. Hiyori nhận ra chỉ cần cả bọn giết chết con quái vật đó là xong, nhưng Yuto lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và nói: "Con người khi tự tử sẽ không thể trở thành Shinki. Những người muốn chết thì cứ để họ chết, không việc gì chúng ta phải cứu họ cả." Hiyori vô cùng thất vọng và cô đã một mình đi đến sân ga. Còn phần Yuto thì đã nhận tiền nên anh buộc phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi đến nơi, Hiyori bất ngờ trước số lượng đông đảo của bọn quái vật. Cô nhanh chóng bị chúng khống chế xuống đường ray. Cũng may Yuto cùng Yuki đã đến kịp lúc và giải thoát cho cô. Cả ba cùng nhau bám lên tàu và đến nơi của con quái vật mạnh nhất. Nó đang dụ dỗ một người đi đến cái chết. Yuto niệm chú sau đó triển khai đòn tấn công. Dưới lưỡi gươm sắc bén, anh đã chém chết con quái vật và cứu sống người kia và nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này Hiyori đã hiểu được, thì ra Yuto không muốn Hiyori và Yuki chứng kiến những vụ tự tử này vì anh ta biết rõ Shinki là những người có khát khao sống mãnh liệt nhất. Cô vô cùng cảm động và bật khóc. Tối đến cả hai lại ngủ nhờ ở một ngôi đền. Yuto khen Yuki đã có biểu hiện tốt với nhiệm vụ đầu tiên và có lẽ cậu nhóc cũng dần mở rộng lòng với chủ nhân của mình. Ở phía xa có một cô gái đang âm thầm quan sát bọn họ. Tập 4. Yuto hiện tại đang là một vị thần vô cùng nổi tiếng, giàu và có quyền lực. Khắp nơi đều là hình ảnh của anh. Anh cũng không ngờ mình lại trở nên thành công như vậy. Điều này trước giờ anh chỉ thấy trong mơ. Và đúng như các bạn nghĩ đó, ông thần này nếu ông đang nằm mơ, tỉnh lại giùm đi cái ba. Vì liên tục bị hai người này chế giễu nên là cuối cùng Yuto cũng đã nghiêm túc khiến cho Yuki và Hiyori không biết khi anh ta nghiêm túc sẽ như thế nào. Yuto lấy ra một cái lu và nói ông ta mua được từ một bà lão dưới chợ. Bà ấy nói là chỉ cần xoa cái lu mỗi ngày là sẽ được giàu sang. Rồi ông còn dùng tiền mua một đống thứ linh tinh mê tín, rõ ràng là bị lừa rồi cha nội ơi. Hết nói ông thần này luôn. Thế là cả hai nổi giận đập vỡ cái lu của thằng giả. Hiyori cố gắng an ủi và ra sức khuyên bảo Yuto nghiêm túc làm việc. Vẻ mặt anh ta cũng bắt đầu nghiêm túc và nói rằng sẽ dẫn hai người đến gặp một người nào đó. Theo chân Yuto, cả nhóm đến một quán ăn gia đình. Một cô gái tóc hồng đáng yêu tên là Kofuku bất ngờ xuất hiện và ôm lấy Yuto. Rồi ông giới thiệu cái má trẻ này là bạn gái của ông. Có cái quần nè, đừng có tin nha mọi người. Bà kia thì cũng tăng động nhận mình là bạn gái của Yuto. Thế là ông dùng lời nói ngon ngọt gà gẫm xin tiền cái bà đần này. À nhầm, bà thần kia. Từ trong nhà, một thanh niên cao to lực lưỡng lao ra cho Yuto một đạp. Cái ông to xác này tự nhận là chồng của bà Kofuku. Cái quái gì đang diễn ra vậy trời ơi? Anh chàng này là Kuro, Shinki của Kofuku, còn bà Hồng này là một trong 7 phúc thần rất nổi tiếng. Cái mối quan hệ của hai người này hơi phức tạp nhưng chung lại vẫn là chủ nhân và Shinki nha. Hai cái ông bà này nhìn xàm xàm vậy thôi chứ thật ra là bạn tốt và rất quan tâm Yuto. Kofuku nói rằng Yuto nhìn bẩn bựa vậy thôi nhưng thật ra là một vị thần rất đáng sợ. Hai tin được không đây? Kuro chưa hiểu tại sao anh ta lại đưa hai người này đến đây. Yuto nhận được nhiệm vụ cản một người nhảy lầu tự tử nhưng sự xuất hiện của ổng vô tình đẩy người ta té xuống luôn.
Trên đường rơi xuống, cả hai người bình tĩnh giới thiệu dịch vụ của đôi bên. Cái ông tự tử cũng hồn nhiên tóm tắt cuộc đời của mình. Bà cha nó, thì ra cái ông tự tử này là bị Kofuku lừa tình, còn thân phận thật sự của bà là vị thần nghèo đói. Và thế là chỉ với 5 yên, Yato đã giúp anh ta thoát khỏi sự trói buộc từ sợi dây nhân duyên của Kofuku. Cơ mà nhảy lầu kiểu gì cần 30 phút chưa té hết vậy mấy cha. Kết thúc nhiệm vụ, mọi người lại tụ tập tại nhà của Kofuku. Bà cũng không biết là vì cái tính tăng động thích kết bạn đã vô tình đẩy người ta đến bờ vực phá sản, đến chịu với mấy vị thần trong phim này luôn. Yuki cũng được khen là rất mạnh khi mới làm Shinki đã có thể cắt được sức mạnh của một vị thần. Hiyori thắc mắc về việc Yato là một vị thần đáng sợ có phải là sự thật hay không. Kofuku nói rằng chắc chắn là như thế. Trước đây rất lâu, anh ta đã từng giết chết một Shinki của mình và mọi người biết đến Yato cũng từ những tiếng xấu của anh ta. Vì là một chiến thần nên khi xưa anh ta cũng đã giết con người. Kuro biện hộ cho Yato một tí. Thần linh tồn tại khi có những lời cầu khẩn của con người. Thần linh nổi tiếng thì luôn được thờ phụng, nhưng những vị thần ít người biết thì khác. Để không bị lãng quên, họ phải hoàn thành tất cả những lời cầu khẩn không cần biết đó là của ai. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Yato lại đưa mình đến gặp hai người kia. Yato sợ rằng một ngày nào đó anh bị lãng quên và biến mất. Khi đó, Kofuku và Kuro giúp cho Hiyori trở lại bình thường. Lúc này, một cô gái tên là Nora đã tiếp cận Yuki, nhưng Yato đã cảnh cáo cô gái đó. Không biết cô gái này có quan hệ thế nào với Yato, nhưng cứ yêu cầu Yato gọi tên cũ mà anh đã đặt cho cô, và nó vẫn đang chờ đợi chủ nhân gọi đúng tên của mình. Tập 5. Hôm nay Yato dạy cho Yuki tạo ra một kết giới để chặn những con Ayasaki. Việc này chỉ có Shinki mới có thể làm được, và anh hơi bất ngờ vì từ trước đến nay, Yuki là người đầu tiên tạo ra một kết giới mạnh mẽ như thế. Còn về cô gái tên là Nora hôm qua được Yato gọi là mỏ vàng của anh ta. Vào một hôm, bỗng nhiên Hiyori giành quyền nuôi dưỡng Yuki với Yato. Tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Những cử chỉ thân mật làm cho Yuki rung động cũng khiến cho Yato thấy bị đau đớn vì họ có thần giao cách cảm. Còn bà này thì bà không hiểu và nghĩ Yuki chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Đứng trước sự tranh giành của hai ông bà này, Yuki sẽ chọn ai đây? Tất nhiên là Hiyori chứ còn ai nữa. Vậy là cậu nhóc vui vẻ đến nhà của Hiyori để ở. Tất nhiên là ông thần này cũng đâu có dễ dàng để mọi chuyện diễn ra như vậy. Ông cũng đi theo đến đây luôn chứ. Thật ra Yato rất quan tâm cậu nhóc. Vì ở những ngôi đền sẽ tránh được bọn Ayasaki, còn những ngôi nhà bình thường này thì màn đêm xuống sẽ không an toàn. Yato nói rằng Yuki rất sợ bóng tối. Còn cái thằng nhóc này nó vô cùng biết tận hưởng cuộc sống cùng những suy nghĩ tuổi mới lớn. Tối đó còn được ngủ chung với Hiyori. Tất nhiên là sẽ có những suy nghĩ tà đạo nhưng Yato đã xuất hiện và kịp thời ngăn cản lại. Cả hai ra ngoài nói chuyện. Vì sự xuất hiện của Nora đã khiến cậu nhóc hiểu lầm Yato. Bên ngoài thành phố, có một vị nữ thần đang chiến đấu với những con quái vật. Cô ta sở hữu nhiều Shinki và cực kỳ xinh đẹp. Vài ngày tiếp theo, Yuki đang bị những cám dỗ tìm đến càng nhiều. Những điều này cũng khiến cho Yato vô cùng đau đầu. Anh ta nói là đến một lúc nào đó không thể kiểm soát nữa, anh ta có thể dùng phán xét của thần linh đối với Yuki. Cô bỗng nhớ ra lời của Kofuku từng nói rằng Yato đã giết Shinki của mình. Hiyori lo lắng đi tìm cậu nhóc. Còn bên phía Yuki, trong lúc tìm chỗ để tránh đi bóng tối đã vô tình gặp linh hồn của một cô bé vừa mất bị do tai nạn. Tuy bản thân rất sợ, nhưng Yuki vẫn muốn giúp cô bé này khi những con quái vật đang dần tìm đến nơi. Hiyori đã đến và nhắc cậu về chiêu thức mà Yato đã dạy cho. Cậu nhanh chóng tạo ra một kết giới và bảo vệ cô bé. Nhưng cô bé đã bị quái vật chiếm lấy và kết giới cũng đã hết tác dụng. Một con Ayasaki lao ra tấn công. Cũng may là Yato đã đến kịp lúc. Yuki cầu xin hãy giúp cô bé đang bên trong con quái vật. Thế là cả hai quyết định chiến đấu, nhưng Yuki lại ngăn Yato giết con quái vật kia mặc dù anh ta nói rằng cô bé hoàn toàn đã bị vấy bẩn. Chỉ còn cách giết chết và giải thoát cho nó. Điều này khiến cho Yuki thấy rất đau lòng. Vụ việc Yato đánh bại con quái vật này và có Shinki mới cũng được thông báo đến vị nữ thần xinh đẹp kia. Tập 6. Sau chuyện đó, Yuki luôn cảm thấy buồn bã, sợ hãi và bị ám ảnh. Cảm giác như cậu đang dần bị sa ngã. Yato cũng biết những chuyện này thông qua thần giao cách cảm. Anh biết cậu nhóc đang bị cám dỗ nhưng Hiyori rất lo lắng và luôn ra sức nói dối để bảo vệ Yuki. Trong lúc Yato đang lên lớp dạy dỗ Shinki của mình thì vị nữ thần kia đã xuất hiện và bất ngờ tấn công. Yato ra hiệu cho Hiyori giả vờ như không thấy gì. Người phụ nữ này là Bisamon. Cô ta đã truy tìm Yato bấy lâu và gọi anh ta là thần tai họa. Theo lời của Yato thì cô ta là chiến thần mạnh nhất mà anh ta từng biết. Anh ta và cô cũng có thù oán từ rất lâu về trước đó, kể từ khi mà Bisamon luôn đuổi giết Yato đến tận bây giờ. Với sức mạnh từ rất nhiều Shinki của cô ta mang lại, Yato chỉ có thể bỏ chạy và tìm nơi nào đó để trốn tạm một lúc. Trên cổ anh cũng đã xuất hiện vết ố uế do những suy nghĩ tiêu cực của Yuki mang lại. Điều này cũng làm cho Yato đang dần yếu đi. Tuy anh hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh hiện giờ giữa hai người nhưng vẫn quyết định đấu với cô ta một trận. Những Shinki mà Bisamon sở hữu thật sự rất bá đạo và nhanh chóng áp đảo Yato. Cô ta dùng đòn phối hợp với rất nhiều Shinki và tung ra phát bắn, nhưng Yato đã xoay sở được và tung đòn phản công lên một Shinki của Bisamon khiến cô ta càng nổi điên lên, lao đến và sẽ không để cho anh ta tiếp tục giết đi Shinki. Điều này làm Yuki nghe được và bắt đầu nghi ngờ. Cô ta bắt đầu tấn công liên tục còn Yuki thì không nghe lời Yato nữa, anh buộc phải tiếp tục chạy. Hiyori đến cầu cứu Kofuku, bọn họ cũng biết được việc Bisamon đuổi theo giết Yato cứ như là cơm bữa vậy ấy. Lai lịch của Yato cũng đã rõ ràng hơn, anh ta là một vị thần mang đến tai ương, mọi người gọi anh ta là thần tai họa.
Câu chuyện anh ta đã từng giết một Shinki từ rất lâu về trước cũng là một sự thật, và việc này có liên hệ gì đó với Bisharma. Dưới sự khẩn cầu của Hiyori, hai người này quyết định sẽ giúp một tay. Yuki bắt đầu chất vấn về vấn đề tại sao Yato lại giết Shinki của vị nữ thần kia. Anh ta không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng thích thì giết, khiến cậu nhóc nghĩ rằng nếu bản thân vô dụng cũng sẽ bị Yato giết bỏ. Vì cái thằng nhóc này nó sợ hãi và nghĩ lung tung, khiến cho anh ta bị đau và mắng nó một trận. Cứ thế, hai ổng mắng qua mắng lại cho tới khi Bisharma đã đuổi đến nơi. Trong tình thế nguy cấp, Kofuku đã đến kịp lúc dùng Shinki của mình để ngăn hai bên đánh nhau. Tuy vậy, Bisharma vẫn không buông tha và ra lệnh cho Kuraha, Shinki có hình dạng sư tử tấn công. Yato đã dính phải một đòn chí mạng. Từ trong khu rừng, Nora bất ngờ xuất hiện vô hiệu hóa Kuraha và Yato đã tung ra phát chém phản công. Bisharma rất tức giận vì điều này, nhưng Shinki hoa tiêu của cô yêu cầu chủ nhân mình bình tĩnh lại và rút lui vì sức mạnh âm khí huyệt của Kofuku. Nếu ở lại, cô sẽ vô cùng phiền phức. Cuối cùng thì Bisharma cũng đã đồng ý rút lui. Cô còn phát hiện vết ô uế sau cổ của anh. Anh chàng Shinki hoa tiêu Kazuma cúi đầu tỏ ra rất kính trọng đối với Yato. Nguy hiểm tạm thời đã trôi qua, mọi người cùng nhau trở về. Vết ô uế của Yato không thanh tẩy được vì Yuki vẫn còn đang rất bất ổn. Nora lại xuất hiện và dẫn dụ Yato hãy sử dụng mình. Tập 7. Bisharma nhận thấy Yato đang chịu đựng vì Shinki của anh ta. Cô không biết có nên tha thứ cho anh hay không. Kazuma được gọi và báo cáo về tình hình. Cô ta vẫn đang truy tìm Yato, nhưng vì trận chiến đó đã tạo ra một rắc rối lớn khiến cho bọn Ayasaki xuất hiện rất nhiều, nên là Bisharma quyết định dùng các Shinki của mình đi dọn dẹp một chuyến. Bên này thì Yuki đã bỏ nhà ra đi. Cậu nhóc tìm đến thần Tenjin xin được chuyển sang làm việc ở đây, nhưng ông ta đã từ chối. Vì nếu bây giờ ông chấp nhận và đặt tên khác cho Yuki thì cậu sẽ trở thành Nora. Hóa ra Nora ở đây không phải là một cái tên, đó là những Shinki giống như mèo hoang mang theo nhiều cái tên, có thể hiểu là những người phản chủ ấy. Những vị thần khi không muốn những Shinki của mình làm việc, những việc bẩn thỉu, họ sẽ tìm đến những Nora và những vị thần chính nghĩa rất ghét bọn chúng. Hiyori trong lúc vô tình đã bị Kazuma biết được ra thân phận bán yêu của mình, nhưng đồng thời anh ta cũng đã giấu chuyện này và giúp cô tàn hình tránh bị Bisharma phát hiện. Tuy hai bên là kẻ thù, nhưng Yato từng là ân nhân của Kazuma nên cậu sẽ giúp Hiyori lần này. Cậu cũng kể tình trạng tồi tệ hiện giờ của Yato cho Hiyori nghe. Nếu không xử lý Yuki sớm thì anh ta sẽ chết, và nói rằng không muốn mất đi một ân nhân như thế. Cô cũng dần hiểu ra những gì mà Yato đang phải gánh chịu khi chiêu mộ Yuki. Yato thì vẫn đang rất kiên trì với cậu nhóc bất ổn này. Anh đưa Yuki đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi và cũng gặp được Kofuku. Bọn họ tìm để giao cho anh nhiệm vụ tiêu diệt một con Ayasaki to lớn vừa xuất hiện trong thành phố. Hiyori cũng tìm đến. Bỗng nhiên Yato cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh phát hiện ra tiền trong quầy đã bị trộm đi một ít. Yuki cho rằng mình bị Yato vu oan, nhưng khi cậu bỏ chạy ra khỏi cửa hàng đã làm rơi những đồng tiền này và mọi người đã biết hết tất cả. Yato quyết định đi tìm Yuki và đánh bại con Ayasaki kia. Hiyori cũng động viên cho anh và nói rằng đừng xem Shinki là công cụ, hãy đối xử với cậu nhóc như một con người bình thường và rồi cả hai sẽ hiểu nhau. Bên này Yuki đang bị Nora dùng những lời nói để tẩy não. Yato đã đến, ra lệnh cho cậu biến thành hình dạng vũ khí và khuyên rằng đừng tin vào lời của Nora. Việc mà bọn họ cần làm bây giờ là đánh bại con quái vật kia. Yato vẫn như mọi lần tung ra nhát chém sắc bén, nhưng lần này đã không thể chém đứt được con quái vật, có lẽ là vì Yuki. Phía bên đường thì Nora đang mời gọi Yato sử dụng mình. Con quái vật quay lại tấn công. Nó cắn lấy Yato một lúc nhưng lại phun ra vì anh đang cầm theo một chai nước thanh tẩy trên tay. Vết ô uế đang ngày càng một lan rộng. Yato dùng nước thanh tẩy đổ lên thanh kiếm và kêu Nora hãy rời khỏi đây. Cho dù có như thế nào, anh cũng vẫn coi trọng và sẽ sử dụng Yuki vì chính anh đã tìm được cậu ta. Tiếp tục niệm chú và tung ra phát chém một lần nữa. Lần này con quái vật đã bị tiêu diệt. Vẻ mặt của Nora đầy nuối tiếc và sau lưng cô xuất hiện thêm một nhân vật khác buông lời chỉ trích Yato. Yuki cùng chủ nhân của mình từng bước trở về nhưng mà mọi thứ vẫn có vẻ chưa ổn. Hiyori nhận ra cái chết đang đến gần hơn với Yato. Tập 8. Vài ngày sau, Hiyori vẫn đang còn lo cho Yato thì bất ngờ ông xuất hiện ở trong cái toilet nữ này rồi kêu là trùng hợp, rồi thêm ông Yuki cũng đi theo. Thế là hai ông bị đập cho một trận. Yato giải thích thì là đang làm việc còn khách hàng thì cũng đang ở trong này, vậy là lôi ra thêm một cậu nhóc nữa. Cái toilet nữ mà ba cha làm gì trong này vậy trời? Thì ra nhóc này bị bạn bè bắt nạt nên mới phải trốn vào đây. Yato nói rằng cậu nhóc này cũng giống Yuki khi còn sống, nhưng Yuki lại nổi điên lên trả lời thật ra Yato chả biết gì về mình cả. Lại một cuộc cãi vã xảy ra và cậu nhóc chạy mất đi. Yato đưa cho nam sinh kia một vật gì đó và thì thầm vào tai của cậu ta. Chả biết vật mà Yato đưa là gì, nhưng Hiyori tỏ vẻ rất nghiêm trọng, còn cơ thể anh thì đang rất yếu và nói rằng việc đưa Yuki đến đây cũng là phép thử cuối cùng. Yuki vẫn luôn cáu gắt và thường xuyên nổi giận với Yato. Trong vô thức, cậu đi vào một lớp học. Nhớ lại bản thân trước đây cũng từng là một học sinh, rồi hòa vào không khí học đường nơi đây. Lúc đầu thì cũng thấy rất vui vẻ cho đến khi nhớ lại bản thân chưa từng có lấy có một người bạn và luôn bị bắt nạt giống như cậu nam sinh kia, lại khiến bản thân vô cùng phẫn nộ. Còn cậu nhóc kia thì đang bị những lời tiêu cực từ bọn Ayasaki dụ dỗ. Bisharma có một chuyến thăm đến Kofuku, đầu tiên là vì việc âm khí huyệt đã mở ra khiến rất nhiều Ayasaki xuất hiện và cần Kofuku chỉ ra tất cả địa điểm của các âm khí huyệt đang hiện hữu. Bisharma cũng nghi ngờ chính Kofuku dùng chiêu này để ngăn mình truy sát Yato.
Cô yêu cầu cô Fuku đừng xen vào chuyện của họ, nhưng mà cô Fuku nói là nếu Yato xảy ra chuyện gì thì bên phía Bisherman sẽ đón nhận một cơn bão lớn từ mình. Bisherman đã rời đi, bình thường thì trông như con dở người nhưng mà lúc nghiêm túc thì cô Fuku lại ngầu vái trưởng. Hayuri tìm thấy Yato đang nằm dưỡng thương ở phòng y tế vì để kiểm tra vết ô uế mà cô tạo ra một tình huống vô cùng hài hước. Chỉ tội ông Yato dưỡng thương mà cũng không yên với con mắm này nữa. Lúc này anh cũng cảm nhận được một luồng âm khí tiêu cực đang xuất hiện trong ngôi trường, không biết là của cậu nam sinh hay là của Yuki đây. Cậu nhóc kia đã tìm được kẻ thường xuyên bắt nạt mình và rút ra con dao mà Yato đã đưa cho mình. Sau lưng cậu đã xuất hiện Ayazaki cùng những lời thúc giục cậu trả thù. Cậu nhóc từ từ tiến đến nhưng bỗng nhớ lại những lời Yato đã thì thầm, cụ thể là anh ta khuyên cậu đừng từ bỏ nhân tính. Cuối cùng thì cậu cũng có thể bình tĩnh và dừng hành động của mình lại. Còn cái thằng hay bắt nạt thì sợ đến mức tè ra quần. Yato cũng đã ở đây quan sát, mọi thứ đã không vượt khỏi tầm kiểm soát và cậu nhóc này đã chiến thắng bản thân. Nhưng còn một vấn đề vô cùng quan trọng là Yuki vẫn đang bất ổn và phẫn nộ, kéo theo Yato đang ngày một đau đớn hơn đến mức một vị thần như anh ta cũng đã ngất xỉu. Hiyori xuất hiện ôm lấy Yato, cô cũng đã cảm nhận được nỗi đau khi bị ô uế. Yuki đã nhìn thấy cảnh này, cô giải thích cho cậu nhóc hiểu đây là những nỗi đau mà Yato đã phải chịu đựng suốt bấy lâu vì chính những suy nghĩ tiêu cực của cậu gây ra. Nhưng thay vì từ bỏ Yuki thì Yato đã tự mình chịu đựng. Nói rồi cô cõng Yato đến nơi của Kofuku để tìm sự giúp đỡ. Kuro nhanh chóng tạo ra kết giới đẩy bọn họ ra xa vì sợ bị lây nhiễm. Hayuri chỉ có thể khóc lóc, gào thét cầu xin hai người hãy cứu lấy Yato. Tập 9, bọn họ chấp nhận cho Hayuri vào và thanh tẩy cho cô. Kofuku nói rằng đối với Yato thì đã quá muộn, chỉ còn cách là phải trừng trị Yuki. Kuro sẽ đi tìm thêm hai Shinki ở những ngôi đền lân cận để làm lễ thanh tẩy ngay lập tức vì nếu không Yato sẽ không qua khỏi đêm nay. Kuro tìm đến Tenjin để cầu xin, nhưng các Shinki của ông không ai đồng ý giúp vì khi thất bại thì các Shinki sẽ bị Ayazaki nuốt chửng. Riêng chỉ Tomone, cô gái từng là Shinki của Yato là đồng ý giúp. Đi rất nhiều nơi nhưng chả ai giúp đỡ. Hayuri buộc phải tìm đến Kazuma của Bisherman. Trong tình thế cấp bách cuối cùng, Kazuma đã cũng đã đến. Nhận thấy sự việc đang ngày càng nghiêm trọng, mọi người họ tra hỏi Yuki đã làm gì mà hại chủ nhân của mình ra nông nổi như này. Cậu nhóc vẫn cứ đầu cố chấp cho rằng mình không làm gì sai cho đến khi tất cả yêu cầu cậu cởi áo ra, thì lưng của Yuki đã xuất hiện một vết ô uế rất to của Ayazaki. Cả ba quyết định thực hiện lễ thanh tẩy với Yuki. Vùng kết giới tam giác tạo ra và Yuki đau đớn gào thét. Đây chính là khổ hình đối với một Shinki. Tuy bị tra hỏi nhưng cậu nhóc vẫn chấp mê bất ngộ và dần dần hóa thành Ayazaki. Yato một bên khác cũng vô cùng đau đớn. Dưới sự phẫn nộ này, có vẻ việc cứu lấy Yuki là điều không thể nên cả ba định giết chết cậu ta. Hayuri bất ngờ tiến đến, dùng lời nói để cảm hóa Yuki. Yota cũng gượng dậy gọi tên cậu nhóc, ủng hộ, động viên và tha thứ cho cậu. Khuyên cậu đừng từ bỏ một phần nhân tính ít ỏi còn sót lại. Yuki đã cảm hóa được cậu, cậu chân thành thừa nhận sai lầm trước giờ mình gây ra và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Vậy là cả hai đều được sống. Sáng hôm sau, Yato cảm ơn tất cả mọi người đã vì mình mà vất vả như vậy. Có thể nói đây là lần thứ ba Hayuri cứu lấy Yato và tất cả cùng nhau hòa mình vào bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc này. Tập 10. Sau vụ đó, Yuki đã ngoan ngoãn và chăm chỉ hẳn ra. Cậu đến chỗ của Kofuku làm thêm để trả lại số tiền mà trước đây lấy trộm. Kofuku thì đòi Hayuri 10 triệu yên tiền phí khi giúp Yato. Nhưng vì cô là học sinh, Kofuku giảm cho 90%. Thế nhờ Yato mà Hayuri lãnh một món nợ lớn trong khi ổng còn chưa thực hiện được việc đưa Hayuri trở lại như cũ. Yato đưa Yuki tìm đến Tenjin để cảm ơn. Cơ mà hai ông thần này mới vừa nói được vài câu tử tế đã quay ra cãi nhau sầm. Hayuri tinh ý nhận ra ở đây thiếu đi một Shinki. Tomone giải thích đó là vì câu chuyện của Yuki đã làm một người ở đây suy nghĩ tiêu cực và thế là bị Tenjin thanh tẩy và đuổi đi. Cậu nhóc cũng xin lỗi vì rắc rối của mình. Giờ thì Yuki đã hiểu được nỗi đau mà cậu mang lại cho Yato nhưng anh ta vẫn không từ bỏ cậu. Yato cũng xin gợi ý từ Tenjin để giúp Hayuri trở lại bình thường. Ông ta gợi ý có thể dùng cách cắt đứt nhân duyên vì chính nhân duyên của hai người đã làm cho Hayuri có thể can thiệp vào thế giới này. Những ngày sau là những ngày yên vui vui vẻ của cả bọn. Yuki được Kofuku đồng ý cho ở đây để học tập. Cơ mà cái ông thần Yato cứ đến ăn bám chỗ người ta suốt còn việc làm nhận được thì vẫn cứ là mấy việc hèn mọn như thế này đây. Hôm nay là ngày bước sang năm mới. Hayuri rủ Yato đến thăm đền của Tenjin và sắp tới cô sẽ có một kỳ thi quan trọng. Trên đường đi, cô đã bị Nora dùng cái tên đeo mặt nạ theo dõi. Cơ mà không khí năm mới trong phim này thật thích quá đi. Mình cũng mong Việt Nam mau mau hết dịch để mọi người có thể đi phụ hộ. Đi chơi cái mấy lễ hội tuyệt vời như này nha. Trên đường đến lễ hội cùng Hayuri, Yato đột nhiên nhận được một nhiệm vụ tiêu diệt Ayazaki ở khu này. Một con nhanh chóng xuất hiện và Yato cũng tiêu diệt gọn gàng chỉ sau vài đường cơ bản. Nhưng lại xuất hiện thêm một đàn rất đông. Yuki hơi lo lắng nhưng Yato đã trấn an và nói rằng cậu đã mạnh hơn khi xưa rất nhiều. Cái tên mà ám kia đang đứng từ xa quan sát Yato. Phía bên này, Hayuri trong lúc đi tìm Yato đã bị Nora chặn lại và tấn công. Cô chỉ có thể né tránh và bỏ chạy. Sau khi bị dồn vào đường cùng,
Mặt trời ló dạng và Nora đã ngừng tấn công. Cô ta nói đây chỉ là mới bắt đầu. Một ác thần tên là Prabhu đã tỉnh giấc và sẽ tìm đến Yato. Nora yêu cầu Hiyori nên chấm dứt sự tồn tại của mình vì chính sự xuất hiện của cô đã làm cho Yato trở nên yếu đi. Bọn quái vật bên này cũng đã bị quét sạch. Thì ra là do tên này thả bọn chúng ra để kiểm chứng sức mạnh của Yato. Cả hai nhanh chóng tìm đến Hiyori nhưng kỳ lạ là cô ta lại không nhận ra Yato. Tập 11. Mở đầu là một phân cảnh nói về các cuộc chiến đẫm máu khi xưa và Yato đang sát cánh cùng tên đeo mặt nạ. Hắn ta chính là Prabhu, còn Nora giờ đây là một Shinki của hắn. Yato thì la ó sầm ở nhà của Kofuku. Anh ta không hiểu tại sao chỉ mỗi mình cậu là bị Hiyori quên mất. Dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào giúp cô ta nhớ lại được anh là ai. Đến mức dùng cái chiêu biến thái nhất rủ con gái người ta lên giường cũng không ăn thua. Chỉ nhận được một trận đòn từ Hiyori. Vào một hôm, Nora xuất hiện trước mặt Yato. Cô ta thừa nhận là mình đã tước đi ký ức về anh của Hiyori. Sau đó cố gắng đánh thức bản chất khi xưa của Yato nhưng Yuki đã giúp anh tỉnh táo lại. Prabhu bất ngờ xuất hiện. Đôi bên cuối cùng đã chạm mặt. Anh ta triệu hồi Shinki của mình và yêu cầu Yato rút kiếm. Những màn chạm kiếm của hai vị thần đã diễn ra. Yato rất nghiêm túc và cẩn trọng ra đòn. Nhưng Prabhu cũng không hiểu. Yato phải vừa chạy vừa tìm cơ hội tung ra đòn phản công nhưng hắn ta vẫn quá nhanh. Prabhu cũng muốn đánh thức con quái vật đang ngủ yên trong người Yato nhưng Yuki lại một lần nữa cứu anh. Vì Yato không phải trong trạng thái mạnh nhất nên hắn ta không muốn đánh nữa. Nora nói rằng nếu anh ta có thể đánh bại Prabhu thì sẽ trả lại ký ức cho Hiyori. Vụ việc nhanh chóng được mọi người biết đến. Theo lời của những người biết về Prabhu thì hắn ta khi xưa là người thường và là một sát thủ máu lạnh. Khi chết đi có những người vì những mục đích đen tối đã dựng lên đền thờ để thờ hắn. Và từ đó hắn trở thành một vị thần tai họa mang đến cái chết. Ngay cả thần linh hắn ta cũng sẽ giết miễn là có người cầu khẩn. Prabhu cũng chính là chiến hữu khi xưa của Yato. Mà có khi đây cũng là điều tốt khi Hiyori thật sự quên đi anh là ai và có thể trở lại cuộc sống bình thường. Bản thân Yato nghĩ như vậy và không muốn chiến đấu với Prabhu. Yuki vẫn luôn cố gắng giúp Hiyori lấy lại ký ức vì xảy ra bao nhiêu chuyện bọn họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng cuối cùng thì cô đã quên luôn Yuki. Sau đó hai người đã tâm sự với nhau và bọn họ quyết định sẽ mang ký ức của Hiyori trở về. Sáng hôm sau, cả hai đến nói lời tạm biệt Hiyori và lên đường. Nhưng dường như nghe được những điều này bản thân cô không biết vì sao mình lại khóc. Và hình như đã có điều gì đó xảy ra. Tập 12. Tại ngôi đền của Prabhu, nhóm của Yato đã đến. Hiyori cũng xuất hồn để theo họ nhưng cô vẫn chưa hồi phục được ký ức. Hai bên nhanh chóng cầm lấy vũ khí và lao vào nhau. Chỉ vài đòn đánh, Prabhu đã nhận ra Yato còn rất yếu. Hắn nhanh chóng dùng một bong bóng nước để giam Yato. Hiyori đã dùng sức kéo anh ta ra. Hắn tiếp tục lao vào. Cả hai dùng sức để đọ kiếm và Prabhu vẫn cố gắng đánh thức bản ngã năm xưa của Yato. Nhận ra có vẻ cần phải có một chất xúc tác gì đó nên hắn ta lao đến định giết chết Hiyori. Nhưng Yato đã kịp thời ngăn chặn và kéo Hiyori bỏ chạy. Vẻ mặt của hắn cùng Nora tràn ngập nỗi thất vọng. Các vị thần khác cũng đang hướng về trận đánh này. Cơn bão mang bọn Ajisaki xuất hiện trong thành phố ngày một nhiều vì trận combat của hai vị thần tai họa. Chạy chưa được bao xa thì Prabhu đã đuổi kịp. Hắn lấy viên ngọc chứa ký ức của Hiyori ném đi thật xa và chém vào nó. Không biết hậu quả sẽ như thế nào nhưng giờ đây cô đã bất tỉnh. Anh ta đi đến bế cơ thể của Hiyori để sang một bên. Tên kia thì tiếp tục liên thuyên. Yato bất ngờ dùng một giọng trầm nguyên tốc kêu hắn câm miệng. Anh ra lệnh cho Yuki biến thành vũ khí và lúc này ánh mắt đầy sát khí. Một nhát chém nhanh như chớp được tung ra, một cú đá của Yato khiến hắn bay thật xa và dính vào vách núi. Prabhu cũng đã nhìn thấy được ánh mắt năm xưa của Yato. Sau đó là liên tục những đòn tấn công được tung ra mà hắn ta không tài nào có thể chống đỡ được. Yato đã áp đảo hoàn toàn về mặt sức mạnh cũng như tốc độ. Prabhu bắt đầu kéo chiếc mặt nạ lên. Hắn niệm phép hút lấy lượng tà khí từ cơn bão vào bên mắt trái. Một sức mạnh khổng lồ được hấp thụ và hắn cũng đã đồng hóa với bọn Ayasaki. Trận chiến bây giờ thật sự mới bắt đầu. Cả hai đều tung ra những nhát chém cực kỳ uy lực. Một trận đánh long trời lở đất của hai vị thần tai họa diễn ra vô cùng khốc liệt, xung chấn từ mỗi nhát chém có thể xé tan bất kỳ ngọn núi nào gần đó. Đòn đánh của Prabhu làm những tảng đá khổng lồ xuống bên dưới chỗ của Hiyori. Yato buộc phải quay trở lại để cứu cô nhưng hắn ta liên tục đánh ra một đòn về phía họ. May thay Yato đã kịp thời dùng cơ thể mình để che chắn cho Hiyori. Thật bất ngờ là cô cũng đã tỉnh dậy khiến cho anh vui mừng ôm lấy cô thật chặt. Bằng một cách nào đó mà cô cũng đã giải được thuật của Nora và lấy lại ký ức, nhưng Prabhu nhanh chóng bắt lấy Hiyori lần nữa. Yato quyết định tung ra một đòn kết liễu từ xa. Cậu căn dặn Yuki phải thật bình tĩnh và tin vào bản thân, sau đó là niệm chú như một lần. Prabhu định ngăn lại bằng một đòn phép thuật, nhưng nhát chém của Yato đã cắt đứt nó và chạm được vào người hắn ta, khiến hắn mất đi sức mạnh từ Ayasaki. Cuối cùng là cả hai cùng tung ra một đòn cận chiến. Prabhu đã bị đánh bại. Hắn gửi lời chăn trối đến Yato và tạm biệt người chiến hữu của mình. Trận chiến đã kết thúc. Bầu trời đã được trả lại màu trong xanh thanh bình vốn có. Trên đường trở về, Yato khuyên Hiyori nên từ bỏ nhân duyên giữa hai người vì như thế sẽ tốt cho cô. Nhưng Hiyori đã từ chối. Về đến nhà thì còn bị bà Kofuku treo chọc và đẩy thuyền các kiểu nữa chứ. Tập 1. Một cơn ác mộng đã tìm đến Bisamon. Cô thấy bản thân bị ô uế trầm trọng và các Shinki thì đang bị Yato thẳng tay sát hại. Có thể đây không phải là giấc mơ, mà là một câu chuyện của quá khứ. Yato và Yuki vẫn đang cố gắng làm việc để có được những khoản chi tiêu ít ỏi.
Hiyori thì vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng mà chúng chẳng bình thường gì hết, cứ xuất hồn rồi lại đi lung tung. Yato nhận được một công việc vô cùng chất lượng, đó là thay tả và trông trẻ. Hiyori cũng tìm đến bọn họ, bỗng nhiên em bé cất tiếng khóc, không khí xung quanh trở nên u ám và một con Ayasaki hiện ra. Hiyori liền cho nó một đá và lao đến ôm đứa bé để cho Yato giải quyết. Rất nhanh chóng anh tìm ra ngọn nguồn của việc con quái vật này được tạo thành. Nhân danh thần Yato và Saki của mình, anh tung ra một chảm và con quái vật đã bốc hơi. Yato cũng đã nhìn thấy một thứ gì đó hơi khả nghi. Bên phía Bisherman, cô kể về cơn ác mộng của mình cho Kazuma nghe và yêu cầu anh truy tìm Yato. Hay sao cái bà này bà cứ dí ông Yato miết vậy ta? Cả nhóm sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lại tiếp tục ăn bám ở nhà Kofuku. Hai người kia cũng đã dần quen với việc này. Còn cái ông Yato thì vẫn bị lừa bởi mấy trò mê tín dở hơi. Ông bỏ ra 200.000 yên chỉ để mua một con mèo đồ chơi. Hỏi sao mãi không khá lên được. Trong lúc lang thang trên đường, cả hai phát hiện ra một cơn bão trong thành phố. Và Bisherman cũng đang đến đó, thế là Yato buộc phải quay xe. Anh cũng căn dặn Yuki phải tránh xa Bisherman. Cô ta phát hiện ra một linh hồn đang bị Ayasaki tấn công, liền quyết định cứu lấy, nhưng mà Kazuma hơi lưỡng lự vì một lý do nào đó. Và rồi, với những đòn tấn công phối hợp từ những Shinki của mình, Bisherman nhanh chóng đánh bại con quái vật. Đây chính là sức mạnh của vị chiến thần mạnh nhất. Cô ta giúp cô bé thanh tẩy và thu nhận làm Shinki của mình. Nhưng Shinki này chỉ là một tấm gương vỡ vì trước đó đã bị nhiễm bẩn. Tuy vậy, Bisherman vẫn quyết định cứu lấy linh hồn của bé. Cô bé này được đưa về và gia nhập với đại gia đình của Bisherman. Trời má, một mình bả mà sở hữu nhiêu đây Shinki nè. Nhưng điều này chưa chắc là tốt cho bản thân của Bisherman. Một Shinki khác là Kugaha đã kể cho cô nghe về việc Kazuma đã từng giúp Yato ở một nghi lễ thanh tẩy. Nhưng Bisherman không tin chuyện này. Yuki vô tình gặp được một Shinki khác, nói chuyện rất vui vẻ với cậu ta và hơi giật mình khi biết được anh chàng này là Shinki của Bisherman. Tập 2. Kugaha và Nora có một cuộc nói chuyện mờ ám về Yato, còn Yuki thì tỏ ra nghiêm trọng muốn nói chuyện gì đó với anh, nhưng hóa ra cậu nhóc chỉ muốn khoe rằng mình vừa kết bạn được với người khác thành công. Cứ sau mỗi lần làm nhiệm vụ là Yuki tranh thủ đi gặp bạn của mình chính là Suzuha Shinki của Bisherman. Cậu ta chưa từng biết về mối thù của hai bên. Suzuha kể cho Yuki nghe rất nhiều câu chuyện, từ đại gia đình Shinki của Bisherman cho đến quá khứ trước kia của bản thân. Yuki cảm thấy buồn vì câu chuyện đó và Yato cũng đã nhận ra. Yuki sợ rằng một lúc nào đó Hiyori sẽ quên bọn họ như câu chuyện của bạn kia và Yato đã biết Suzuha là một thần khí của Bisherman. Cái tên Kugaha mờ ám đã tiếp cận được Suzuha. Mặc dù cậu xem hắn ta là thầy nhưng hắn cứ tiêm nhiễm những câu chuyện tiêu cực vào đầu cậu. Có lẽ hắn muốn Suzuha trở nên đau buồn để gây ảnh hưởng cho chính chủ nhân Bisherman. Sau đó hắn triệu hồi bọn quái vật từ chiếc mặt nạ để giết chết Suzuha. Bisherman cũng đã nhận ra mình vừa mất đi một Shinki nhưng không biết là ai. Nhiều ngày trôi qua, Yuki thường xuyên đến đây nhưng không thấy Suzuha xuất hiện. Hiyori cũng an ủi cậu bé và hứa sẽ không bao giờ quên bọn họ. Ông Yato thì cứ nhắn tin cà khịa bả suốt ngày. Bisherman cũng nhận ra Suzuha đã biến mất. Những Shinki khác cũng rất đau buồn về chuyện này nhưng mọi người luôn cố tỏ ra là vui vẻ bình thường vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân mình. Nội bộ trong đại gia đình này đang xảy ra vấn đề gì đó. Kazuma nhận thấy sức khỏe của Bisherman đang dần tệ đi và xuất hiện vết ô uế trên cổ. Cậu liền tập hợp tất cả Shinki trong đêm và nó sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy ngay bây giờ vì có một Shinki đã bị ô uế. Nghi lễ này cũng đã được giấu kín với chủ nhân của bọn họ. Kugaha sẽ là người kiểm tra xem ai đã bị nhiễm bẩn nhưng hắn ta nói rằng không có ai cả. Với việc này, cộng thêm lời nói của Kugaha khiến các Shinki khác hơi mất lòng tin ở Kazuma. Bisherman đã tỉnh dậy và vết ô uế trên cổ cũng đã biến mất một cách kỳ lạ. Yato đã tìm đến nơi này và phát hiện có dấu vết của Ayasaki. Kugaha cũng đã đến và Yato đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Anh hỏi hắn ta, thú kiển của ai? Kugaha không chịu trả lời. Hắn liên tục nói những lời khiêu khích và lợi dụng lúc Yato không có Shinki đã tung ra đòn tấn công. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng không phải là đối thủ của Yato. Rất nhanh chóng đã bị kích cho u đầu. Một con Ayasaki đã xuất hiện để giúp hắn rút lui. Hắn vẫn không quên nói những câu công kích tinh thần rằng Yato sẽ sớm bị lãng quên và biến mất. Thì ra, hắn đã cùng Nora bắt tay để gây ra những việc này. Bọn chúng lợi dụng Yato như một công cụ. Tập 3. Cũng chính Kugaha là người che giấu việc có một Shinki đã bị ô uế. Cô gái này là Aiha. Vì sự ích kỷ cố tranh giành vị trí với một Shinki khác đã biến bản thân nhiễm bẩn và đang bị Kugaha lợi dụng. Dạo gần đây, Yato cứ liên tục bám đuôi Hiyori. Có lẽ anh sợ cô ấy sẽ quên đi mình như lời của tên kia đã nói. Hiyori cũng không biết Yato đang lo lắng điều gì nhưng cô hứa sẽ đến thăm anh cùng Yuki mỗi ngày. Ủa, vậy thôi có gì đâu mà đỏ mặt vì hai anh chị. Bên này, Kugaha đã đánh lừa được Kazuma. Cô tin theo lời và giao việc chăm sóc Bisherman cho hắn ta, còn bản thân mình thì đi điều tra về cái chết của Suzuha. Yuki vẫn chưa biết người bạn của mình đã chết. Yato cũng không nói thẳng mà chỉ yêu cầu cậu tránh xa nơi đó ra. Còn cái tên Kugaha tranh thủ cơ hội đã thêm dầu vào lửa làm cho Bisherman tiếp tục hiểu lầm Yato. Yuki bỏ qua lời cảnh cáo của Yato tìm đến gốc cây anh đào nơi Suzuha thường xuất hiện. Khi thấy Kazuma đang dùng hoa tưởng niệm thì cậu nhóc đã biết bạn mình không còn sống. Điều này lại khiến cho Yato bị đau đầu lần nữa.
Nora tiếp tục xuất hiện và kêu anh hãy từ bỏ Yuki. Cậu nhóc vì đuổi theo Kazuma nên đã vô tình đến chỗ của Bisherman. Cô ta nhanh chóng phát hiện Yuki ở đây nên đã nổi điên. Tuy nhiên, Yuki đã vì người bạn của mình mà chỉ trách Bisherman khiến những người yêu quý Suyua rất xúc động. Chính bản thân của Bisherman cũng thấy rất tội lỗi và vô cùng đau đớn. Cô quay sang chất vấn Kazuma, cậu ta cũng khẳng định rằng Yato không phải là kẻ thù mà là ân nhân của Bisherman. Cô liền nổi điên và nổ súng nhưng Kazuma đã chặn lại. Điều này cũng có nghĩa cậu ta đã chống lại chủ nhân của mình. Bisherman định thu hồi lại tên của Kazuma nhưng cô đã dừng hành động này lại và nói rằng cậu đã bị đuổi, từ giờ cậu sẽ là một Nora. Những đồng đội của Kazuma rất buồn vì chuyện này. Họ hiểu tầm quan trọng của cậu ta là như thế nào, nhưng Kugaha lại xuất hiện và tiếp tục đóng vai một người tốt lần nữa. Nhà của Kofuku lại một lần nữa đón nhận thêm một người vô gia cư. Ở đây như là kiểu một tổ chức từ thiện bất đắc dĩ á. Yuki rất buồn và khóc rất nhiều. Vài ngày sau, trong lúc đang nói chuyện với Hiyori ở công viên, cô gái bị nhiễm bẩn Aiha tìm đến và tấn công Yato. Cô ta nói rằng mình làm điều này là vì Bisherman. Đánh được một lúc thì cô ta giả vờ bỏ chạy và dụ Yato đuổi theo. Hiyori đã bị bắt lại. Yato đuổi được một lúc, nơi này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều Ayasaki. Anh nhận ra mình đã mắc bẫy. Tất cả đều là kế hoạch của tên Kugaha. Kazuma bất ngờ xuất hiện dùng phép thuật khống chế bọn chúng và giải cứu Hiyori, nhưng kỳ lạ, hắn ta không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của cậu. Sau đó thì hắn đã mang cả hai đi. Yato trở về nhưng ở đây chỉ còn thân xác của Hiyori. Tập 14. Bọn họ đã tỉnh lại và thấy mình bị giam tại nơi nào đó cùng một phép thuật phong ấn kiên cố. Về phần thân xác của Hiyori thì đã được Yato mang đến bệnh viện. Nét mặt của anh ta lộ ra vẻ tức giận cực độ. Tình hình đang diễn ra rất căng thẳng, báo hiệu cho một cuộc chiến lớn sắp diễn ra. Yato và Yuki quyết định đi đến chỗ của Bisherman. Kazuma kể về câu chuyện Yato đã tàn sát tất cả Shinki của Bisherman cho Hiyori nghe. Cậu ta và Bisherman là hai người sống sót cuối cùng. Sau đó cô ta đã bắt đầu thu nạp thêm Shinki cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, việc đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Bisherman rất nhiều và dần dần cậu đã nhận ra âm mưu của Kugaha. Aiha cũng đã nhận ra mình đang bị lợi dụng và hắn ta cũng đã lộ rõ mặt thật. Tên này hắn muốn Bisherman hiện tại chết đi để có một Bisherman khác tái sinh và hắn sẽ là Shinki duy nhất. Mà người có khả năng giết được Bisherman chính là Yato. Đó là lý do hắn bắt Hiyori để cho hai vị thần hiểu lầm lẫn nhau. Mọi người ai cũng lo lắng cho Yato vì nếu cậu mà thua thì khả năng tái sinh dường như bằng không vì con người đã lãng quên cậu từ rất lâu. Tenjin cũng giúp bọn họ đến chỗ Bisherman với hai điều kiện. Thứ nhất là không được nói với ai về sự giúp đỡ này. Thứ hai là điều gì đó mà chỉ có hai người biết được. Vừa đến nơi, Yato đã trực tiếp phá cổng chính để đi vào khiến mọi người hoảng loạn. Bisherman cũng đáp trả bằng những phát bắn và trận chiến của hai vị thần đã bắt đầu. Vì không có Kazuma kiềm chế, sức mạnh của cô đã không được kiểm soát và cứ thế áp đảo Yato hoàn toàn. Tuy vậy, Yato cùng Yuki cũng không chùn bước, họ nhanh chóng lấy lại thế trận. Áp sát gây thương tích và hỏi về Hiyori nhưng cô ta hoàn toàn không biết gì, nhưng sự hiểu lầm bị đẩy lên đỉnh điểm. Lúc này toàn bộ câu chuyện khi xưa được Kazuma tiết lộ, cậu đã phụng sự cho Bisherman từ rất lâu. Cô ta là một vị thần tốt bụng luôn yêu thương loài người và các Shinki của mình. Cho đến một ngày cô ta bị nhiễm bẩn và tất cả mọi người quay sang nghi kỵ lẫn nhau rồi tự giết hại. Kazuma đã đi ra ngoài tìm đến vị thần tai họa có hứng thú đến chém giết để giải quyết việc này. Đó chính là Yato. Anh nhận ra lòng trung thành của Kazuma nên đã đồng ý giúp chuyện này. Lúc bấy giờ tất cả Shinki đều đã bị ô uế và trở thành một con Ayasaki khổng lồ. Cứ thế Yato giết từng người một dưới sự chứng kiến và cầu xin của Bisherman. Nhờ vậy mà cô đã sống sót, nhưng lại vô cùng căm thù Yato. Có lẽ vì sự yêu thương mù quáng đối với các Shinki của mình mà Bisherman đã căm thù Yato. Yato đang trên đà thắng thế thì bị các Shinki của Bisherman dùng tiểu xảo và giam cầm bằng kết giới. Cô ta lao đến tung kết liễu định giết chết anh thì Yuki đã đỡ dùng Yato. Cậu nhóc đã bị Bisherman chém làm hai. Tập 5. Hiyori và Kazuma tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra. Vì linh hồn đã xuất ra quá lâu nếu cứ kéo dài tính mạng của cô sẽ bị gặp nguy hiểm. Yato vô cùng đau đớn khi Shinki của mình đã bị mất đi. Trong lúc Bisherman định giết anh thì bỗng nhiên anh nhận ra cái tên của Yuki vẫn chưa biến mất. Anh gọi cậu nhóc một lần nữa và đã được hồi đáp. Lần này Yuki đã tái sinh và biến đổi thành song kiếm. Cậu nhóc giờ đây là một thánh ấn. Với sức mạnh này cả hai dễ dàng chống đỡ những đòn tấn công từ Bisherman và bắt đầu phản công. Kugaha đã bắt đầu hành động. Hắn khiến chủ nhân của mình cùng những Shinki đang trên người Bisherman rơi vào trạng thái ô uế. Yato thì vẫn đang hiểu lầm bọn họ, trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kugaha đứng một bên đắc ý chờ giây phút Yato giết chết Bisherman. Cô ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết lao lên tấn công Yato và những Shinki khác ngày càng bị nhiễm bẩn trầm trọng. Phía bên trong thì Kugaha bắt đầu triệu hồi những con Ayasaki. Cô gái Aiha bị nhiễm bẩn đã phản bội lại tên kia và cứu Kazuma thoát khỏi nơi giam cầm. Cậu đã hiểu đại khái được tình hình lúc này. Hiyori cũng sẽ đi theo để ngăn Yato lại. Những Shinki bên trong dinh thự đang bị Kugaha tàn sát một cách không thương tiếc. Cảm nhận được điều này lại khiến Bisherman nổi điên lần nữa. Yato bị lời nói của Nora ảnh hưởng xém tí thì giết đi Bisherman. Cũng may là Hiyori đã đến kịp lúc giúp cậu lấy lại bình tĩnh.
Nhưng cũng chỉ có mỗi anh là chịu nghe Kazuma và Hiyori, còn Bisamon đã hoàn toàn mất đi lý trí. Yato quyết định đóng vai phản diện lần nữa, anh ta sẽ giết chết Bisamon để cô ta tái sinh. Trong lúc cả hai tung ra đòn cuối cùng thì Kazuma đã lãnh chọn nhát chém giùm Yato. Cậu ta ôm lấy chủ nhân của mình và kể hết mọi chuyện năm xưa cho cô nghe. Bisamon bật khóc như một đứa trẻ, những sinh kỳ thân cận nhất của cô đã chết thật rồi. Nhưng người giết bọn họ không phải là Yato mà chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Tập 6. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã chịu lộ diện, bắt đầu là những màn luyên thuyên oán trách để lấy lý do cho hành động xấu xa của hắn. Kuga dùng lời lẽ của mình để đánh gục một tí ý chí còn sót lại của Bisamon và đưa tay mình về phía cô. Bỗng nhiên, xoẹt một cái, bàn tay của hắn đã rơi xuống dưới đường kiếm của Yato cùng thái độ lạnh lùng của anh. Hắn lập tức triệu hồi một con Ayasaki để quyết chiến với Yato. Nhưng với song kiếm trên tay, con quái vật bị triệt hạ chỉ sau vài đòn và đến lượt hắn phải lãnh hậu quả. Nhưng cái quái gì đây, Bisamon lại đứng ra bảo vệ hắn. À không, thì ra cô muốn chính tay mình là người trừng phạt hắn. Nhưng Bisamon đã giải phóng thay vì giết hắn ta. Trước khi trở về, Yato đã cho Bisamon một vài lời khuyên chân lý. Phía bên trong vẫn còn một con Ayasaki đang đuổi giết những Shinki còn sót lại. Bisamon dùng chút sức lực còn lại chiến đấu với nó để bảo vệ cho những Shinki của mình và đã thành công. Mọi chuyện đã kết thúc. Thật may là Kazuma vẫn chưa chết. Anh tỉnh lại và thấy Bisamon ngồi cạnh mình. Cô kể lại sự việc từ lúc anh bị hôn mê, những người bị ô uế đã được thanh tẩy thành công. Sức khỏe của Bisamon cùng mọi người đang dần hồi phục, bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Câu chuyện Bisamon cũng đã nghĩ thông suốt, nơi đây đã bắt đầu giống một gia đình thật sự hơn rồi. Tập 7. Mọi người rất vui mừng khi cả team Yato trở về. Về việc Yuki đã trở thành ấn thánh cũng là một bước ngoặt rất lớn đối với Yato. Ai ai cũng đều tỏ ra rất vui cho đến khi Yato nói về điều kiện thứ hai mà mình đã hứa với Tenji. Đó chính là sau khi hoàn thành sẽ cắt đi nhân duyên với Hiyori. Tuy việc này sẽ tốt cho Hiyori, nhưng nó lại khiến cho tất cả mọi người rất buồn, vì giờ đây cô đã là bạn của bọn họ, và ngay cả Hiyori cũng rất muốn bên cạnh Yato. Vậy là anh đã không nỡ cắt đi mối lương duyên của bọn họ. Câu chuyện của Bisamon đã tạo nên một cuộc họp quy mô lớn trên thượng giới, những vị thần này cũng không công nhận và rất coi thường Yato. Họ đặc biệt chú trọng đến bọn Ayasaki mặt nạ nhiều hơn. Có một vị thần trong 7 phúc thần là Ebisu đã tìm đến Yato và bỏ ra rất nhiều tiền để mua ấn thánh Yuki. Anh ta sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Ông thần Yato nghe thấy tiền liền sáng con mắt. Cơ mà cả Yuki cũng vậy khi nghe mỗi tháng lương được tới 1 triệu yên. Bây giờ cậu nhóc cũng đã là một người hướng đạo, kiểu á thần ấy. Có nhiệm vụ là bảo vệ và dẫn dắt chủ nhân của mình không bị lạc lối. Còn tên Ebisu này thì luôn miệng buông lời khinh thường Yato. Hiyori cũng đã biết chuyện này. Yato cũng nói mình không cần dùng số tiền của tên Ebisu để xây một ngôi đền, nhưng cậu cảm nhận được Yuki đang bị dao động. Lúc cậu nhóc nghe được những lời nói định nghĩa về người hướng đạo của Kuro, có lẽ đã rút ra được câu trả lời cho bản thân mình. Lúc này, bọn họ đã nhận được một lời cầu khẩn, nhưng con Ayasaki lần này rất bé và hơi rắc rối. Yuki nhận thấy tập tính của nó rất thích tiền nên là đã nghĩ ra một cách. Cậu nhóc chạy về nhà gom hết tiền và nói với bản thân sẽ không để lợi ích làm mờ con mắt. Cậu liền ném hết số tiền đó xuống thành phố và Yato cũng đã biết câu trả lời của Yuki. Giờ đây, cậu nhóc đã trở thành một người hướng đạo thật sự. Bọn họ bỏ qua tất cả và chiến đấu cùng nhau. Con quái vật rất nhanh đã bị hạ gục. Rõ ràng là có rất nhiều thứ không thể đổi được bằng tiền, nhưng ông thần Yato vẫn buồn bã mơ về ngôi đền của mình nên là Hiyori đã tự tay làm một ngôi đền mini cho ổng. Yato đã cảm động đến rơi nước mắt. Tập 8. Một vụ việc kỳ lạ đã xảy ra để mở ra một câu chuyện mới. Ebisu tuy là một vị thần nhưng anh lại dùng chiếc mặt nạ kia để thu phục Ayasaki. Yato cùng Yuki vẫn chăm chỉ làm việc như thường ngày, cùng lúc đó là tháp tùng Hiyori mọi lúc mọi nơi. Ổng cũng có được một mảnh đất riêng, to vờ lờ luôn, đó là ngôi đền mini này, và Yato sẽ là một slot trên thượng giới, kiểu mấy ngôi nhà nghỉ dưỡng cho thần linh á. Yuki cũng rất nhanh qua chào hỏi hàng xóm là Bisamon và xin được học chú thuật từ Kazuma để trở thành một người hướng đạo cho Yato. Hiyori thì than phiền với Kofuku vì những hành động kỳ lạ gần đây của Yato. Anh ta cứ làm như là hai người đang là một cặp đôi yêu nhau vậy. Theo lời của bà Hồng thì anh ta đang rất biết ơn Hiyori vì nếu người cuối cùng như cô cũng lãng quên thì Yato sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiết học của Yuki cũng diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đang trải qua những giây phút vui vẻ cùng nhau. Nhưng góc khuất về quá khứ của Yato vẫn chưa thật sự rõ ràng. Có một thắc mắc là tại sao anh ta có thể tồn tại hàng ngàn thế kỷ trước khi Hiyori xuất hiện. Vào một buổi tối, anh ta tìm đến Nora và gọi tên của cô là Hiro. Anh ta nói rằng mình đã có một ngôi đền và những người đáng trân quý và muốn giải phóng cho cô ta. Hiro nói rằng chính anh là người biến cô thành Nora mà giờ lại vứt bỏ cô và thế là một cuộc chiến xảy ra. Những con quái vật mặt nạ đã tấn công Yato. Thêm một nhân vật nữa đã xuất hiện được Nora gọi là cha và yêu cầu Yato ngoan ngoãn nghe lời. Đã một tuần Yato vẫn chưa trở về. Hiyori tỏ ra rất lo lắng về việc này. Tất cả mọi người cũng không biết là anh ta đang ở đâu. Nhưng theo lời của Kofuku thì từ xưa đến giờ Yato thỉnh thoảng hay mất tích như thế. Hiyori lo lắng rằng nếu lỡ lâu quá không gặp cô sẽ quên đi Yato.
đồng nghĩa đến việc anh ta sẽ biến mất. Đúng lúc này, cô được một chàng trai đẹp trai giúp đỡ. Đây cũng là một nhân vật phụ nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn trong bộ phim này. Trong lúc này, Yato đang cùng Nora đi làm những nhiệm vụ giết chóc theo những lời cầu khẩn của con người, và Nora vẫn ra sức tẩy não anh ta. Cùng thời điểm thì Bisherman cùng một vị phúc thần khác là Okuninoshi đến thăm Ebisu. Được biết rằng anh ta thường xuyên phải tái sinh, điều này khiến cho Okuninoshi rất tức giận với các sinh kỳ của Ebisu. Dường như việc vị thần này bị nhiễm bẩn là có chủ đích và đằng sau là một kế hoạch mờ ám gì đó. Yato vẫn tiếp tục việc gieo rắc cái chết của mình cùng Nora. Cho đến một ngày anh không chịu nổi nữa, anh rất nhớ Hiyori và muốn rời khỏi đây. Những con Ayasagi mặt nạ cũng không thể cản được. Người được gọi là cha lại bước vào và giao cho anh nhiệm vụ cuối cùng, nếu hoàn thành anh sẽ được rời khỏi đây. Đó là anh phải giải cứu một âm dương sư từ địa giới. Tập 9. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì Yato sẽ được tự do. Đó là cậu nghĩ. Nơi đây là lối vào địa giới có một thứ gì đó đáng sợ hơn Ayasaki, đó chính là Izanami, nữ vương của địa giới. Phía Hiyori bắt đầu có dấu hiệu cô đang dần lãng quên Yato. Lại có thêm một cuộc họp trên thượng giới, đây cũng là cơ hội để các vị thần gặp gỡ nhau. Tuy nhiên khi Kofuku hỏi về tin tức của Yato thì ai cũng không biết, mặc dù hiện giờ anh ta đã là một vị thần chính thức và có vé mời đến cuộc họp này. Cuộc họp lần này nói về tên âm dương sư bí ẩn đó. Hắn ta đang thực hiện một chuyện kinh thiên động địa, đó là đặt tên cho những Ayasaki. Nhưng để làm được việc này thì hắn phải là một vị thần đáng tôn kính. Thế là các phúc thần được đưa lên thớt. Nhưng những người có mặt sẽ không phải là chủ mưu mà chính là người đã vắng mặt. Câu trả lời ở đây chính là Ebisu. Thượng giới sẽ bắt đầu công cuộc điều tra đối với hắn. Trong khi đó ở địa giới, Yato đã bắt gặp Ebisu. Quả nhiên hắn ta chính là âm dương sư mà bản thân anh cần phải giải cứu theo yêu cầu của cha. Tưởng đâu căng thẳng lắm, vậy mà hai cha này vẫn còn sức tấu hài. Ủa, rồi cuối cùng là xuống đây để làm gì trời? Thì ra câu chuyện ông thần Ebisu này muốn biết bọn Ayasaki thành Shinki là thật, nhưng ổng không kiểm soát được sức mạnh đó. Mặc dù Yato khuyên rằng sẽ phải đối mặt với Izanami, Ebisu vẫn quyết tâm với mục tiêu của mình để lấy được thứ được gọi là diệp ngôn. Thế là cả hai bị kéo đến chỗ của ả ta. Má ơi, cái bà này giống Hiyori đến lạ thường luôn. À không, chỉ là hình dạng của ả ta sẽ biến đổi theo suy nghĩ của mỗi người. Cả hai buộc phải vô cùng cẩn trọng với người phụ nữ này. Hiyori thì đang dần trở lại cuộc sống bình thường với những người bạn của mình. Cô cũng đã gặp lại anh chàng đẹp trai từng giúp đỡ mình hôm trước. Để đổi lấy diệp ngôn từ nữ vương địa giới, bắt buộc phải có một người ở lại làm bạn với ả ta. Họ đều biết không thể nào đánh thắng ả, nên là Ebisu kêu Yato ở lại. Ơ kìa, tao xuống cứu mày mà, giờ mày kêu tao hy sinh. Thế là hai ông thần quay qua đánh nhau. Phim lại chuyển qua cảnh cuộc vui chơi của Hiyori cùng anh bạn đẹp trai, nhưng cô nhận ra dường như mình đang quên điều gì đó. Yuki thì đang làm rất tốt việc học thêm của mình. Trời ơi, cái phim này xoay đến chóng mặt luôn. Trận đấu của Ebisu và Yato diễn ra cho đến một cú quay xe không thể bất ngờ hơn, đó chính là khi Ebisu nhận được diệp ngôn thì cả hai ông thần cùng nhau chuồn lẹ. Nhưng liệu bọn họ có thoát được sức mạnh của Izanami hay không? Phim lại chuyển qua phân cảnh của Hiyori và anh bạn thân kia. Cô rất vui vẻ tận hưởng ngày hôm nay, nhưng cũng đồng thời cũng nhận ra mình đã quên đi một thứ gì đó rất là quan trọng vừa rồi. Anh bạn đó nắm tay cô và hôn môi Hiyori. Ơ kìa, đậu xanh rau má. Tập 10. Những ngày tiếp theo, Hiyori vô cùng buồn bã và tránh mặt cậu bạn đã hôn mình vào hôm đó. Khi cô gặp lại Yuki cũng đã rất xúc động. Hơn một tháng rồi, Yato vẫn chưa trở về. Kofuku cũng không xuất hiện kể từ sau buổi họp thượng giới đó. Hiyori xuất hồn và đi khắp nơi tìm Yato trong vô vọng. Ebisu cùng Yato vẫn đang tìm cách thoát khỏi địa giới. Ông thần Ebisu dần tỏ ra yếu đuối với câu chuyện riêng của mình, nhưng cũng may Yato đã cứu được anh ta. Yato không hiểu vì sao người được gọi là cha lại cần Ebisu bằng mọi giá. Còn về bản thân anh ta, đã bao đời những Ebisu trước vì cây bút diệp ngôn này đã phải tái sinh không biết bao nhiêu lần. Có thể đây là lý tưởng cho một thế giới tốt đẹp khi có thể dùng nó để điều khiển Ayasaki. Yato quyết định ở lại chiến đấu để Ebisu có thể an toàn rút lui. Hiyori đã tìm ra được một tí thông tin gì đó về Yato, có thể anh ta còn có một tên gọi khác. Còn ở thiên giới, theo lời kể của Kazuma thì lúc này đang rất loạn. Tất cả là vì trước giờ họ luôn thấy Ebisu tái sinh liên tục nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, còn lần này thì không. Những Shinki này biết rằng chủ nhân của mình đang gặp rắc rối, bọn họ quyết định sẽ can thiệp trong lần này. Tất cả mọi chuyện đã được một Shinki của Tenji thông qua sức mạnh của mình điều tra ra hết, và Hiyori bằng cách nào đó cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Trong lúc bị giam lỏng ở thiên giới, các phúc thần vốn không tin những người trên này nên đã phản kháng, và Okuninoshi là người đứng đầu cho phong trào này. Kazuma cũng đã đến kịp lúc để hỗ trợ cho bọn họ. Giao việc ở đây cho những phúc thần khác, Bisherman quyết định nhanh chóng tìm đến chỗ của Ebisu. Yato và anh ta vẫn chưa thể thoát khỏi địa giới. Ebisu đang dần mất đi ý chí chiến đấu của mình. Yuki và Hiyori đã tìm đến được cổng vào. Bên trong thì Yato đã bị bắt lại, nhưng Ebisu tình nguyện ở lại thay cho anh vì Ebisu biết rằng cho dù mình có chết đi, vẫn có thể tái sinh, còn Yato thì không. Yato cố gắng thông não cho anh ta cả hai có thể cùng nhau thoát khỏi nơi này. Nếu không có lối ra thì bản thân anh phải tự tạo ra nó. Yato chỉ nói thế thúc đẩy tinh thần cho anh ta, thế mà Ebisu lại dùng diệp ngôn để tạo ra thật. Tập 11.
Basement đang trên đường đến đây, có một niềm tin tuyệt đối rằng Ebisu không phải là người đứng sau vụ tấn công bằng quái vật mặt nạ ở dinh thự của cô. Ở bên ngoài, Yuki và Hiyori cũng đã nhìn thấy tử huyệt mà Ebisu tạo ra. Lúc bọn họ đang tiến lại đó thì Hiyori đã bị Kogaha chặn lại. May thay, Yuki đã quay trở lại kịp lúc. Ban đầu vì không tự tin nên cậu nhóc chỉ có thể dẫn Hiyori bỏ chạy, nhưng khi được động viên và bản thân giờ đây đã là một ấn thánh, cùng với những gì được học, Yuki đã phản công đánh gục được Kogaha. Yato đã thành công đưa Ebisu ra bên ngoài nhưng bản thân lại bị kẹt ở địa giới. Visumin cũng biết chuyện này và cô được Ebisu cầu xin hãy cứu Yato, cơ mà tử huyệt đã đóng lại. Yato và Nora đã bị thương nghiêm trọng, nếu không tìm thấy lối ra, bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Cuối cùng thì Izanami đã tìm thấy Yato. Bên ngoài thì người có khả năng mở được tử huyệt đã đến, đó chính là Kofuku, nhưng cô ta không cho phép Hiyori tiến vào vì con người khi vào đó sẽ không thể trở ra. Visumin sẽ là người trực tiếp bước vào. Rất nhanh cô ta đã tìm đến được chỗ của Izanami. Nhưng ngay cả một người là chiến thần như Bisuman cũng nhận ra mình không phải là đối thủ của Ata ở địa giới. Chỉ có thể tìm cách cứu Yato và thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Vậy là cuộc chiến đã diễn ra cùng những lời nói từ Bisuman, nghe cứ như là bả đang mắng chửi nhưng thật ra là cảm ơn Yato vì những việc trước đó. Anh cũng lấy lại ý chí và rất muốn trở về. Phía bên ngoài thì Ebisu nói rằng để mang Yato trở về phải nhờ đến Hiyori. Tập 12. Vì những việc làm có phần trái lại quy tắc của thiên giới nên những người ở đây quyết định hành quyết Ebisu. Visumin cũng đã hoàn toàn thất bại trước Izanami và đang dần trở thành bữa ăn của Ata dưới sự chứng kiến của Yato. Về cách để cứu lấy Yato mà Ebisu đã nhắc đến đó chính là dựa vào mối lương duyên của hai người. Hiyori sẽ hướng về địa giới gọi thật to tên của Yato để cố gắng mang anh trở lại. Yato cùng Visumin cũng đang dùng hết sức để vùng vẫy ở dưới này. Một Shinki của Visumin đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm và đúng lúc ai đó gọi tên cô giúp cô trở lại nhân giới. Vậy còn Yato tại sao lại không thể trở về? Theo lời của Ebisu thì có lẽ Yato không phải là tên thật của cậu ta. Cũng chẳng ai biết được cái tên thật sự của Yato là gì. Chuyện xấu lại ập tới, bọn người trừng phạt của thiên giới đã đến. Bản thân của Yato cũng chưa từng nói tên thật của mình cho bất kỳ ai nghe vì anh nghĩ rằng sau khi nghe họ sẽ ghê tởm anh hơn. Bọn người thiên giới muốn trừng phạt Ebisu ngay lúc này. Nhưng khi trải qua nhiều chuyện cùng Yato, anh đã rút ra được gì đó và quyết định đứng lên chống trả câu giờ cho mọi người cứu lấy Yato trở về. Bisuman cũng quyết định chống lại thiên giới. Hiyori yêu cầu Kofuku mở huyệt đạo một lần nữa. Lần này cô dám chắc rằng mình sẽ gọi đúng vì đã biết được điều gì đó từ những giọt nước mắt của Yato khi nhìn thấy cái đền thờ mà Hiyori đã tặng cho mình. Cô lớn tiếng gọi, Yaboku. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Yato đã thật sự trở về. Nhưng bọn người thiên giới vẫn chưa bỏ qua và tiếp tục tấn công. Tuy sức mạnh của bọn họ rất ghê gớm nhưng Bisuman cũng không hề yếu và có thể đánh đôi công một cách ngang cơ. Tuy nhiên ma pháp thanh trần của thiên giới đã được triển khai. Từ ngàn xưa không ai thoát ra khỏi được ma pháp này. Nhưng Yato lại quyết định giúp Ebisu một lần nữa. Cùng với Yuki, anh đã cắt đứt được đòn ma pháp thanh trần này. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Tập 13 của bộ này là sơ lược về cuộc đời của Ebisu sau khi tái sinh và bật mí một tí về season 3 của phim, nên mình sẽ không tóm tắt nhé. Còn thông tin về season 3 bọn mình tiếp cận được thì nó có thể là mùa đông năm nay hoặc là mùa xuân năm sau. Cùng hóng và tìm anime khác để cày tiếp nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau ở series khác. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.